Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu món kê chiên hay gọi là cơm kê chiên. Tại sao mình lại chọn kê để giới thiệu? Thì mình tìm hiểu cái giá trị dinh dưỡng của kê theo trang thực dưỡng.vn thì kê có rất nhiều những cái lợi ích. Ở Trung Hoa, người ta rang bột kê để nấu nước làm thuốc giải nhiệt và trị bệnh kiết lỵ. Cháo kê thường được dùng để nuôi các bệnh nhân đau yếu dạ dày. Hạt kê rang xay thành bột, dùng làm bánh cho trẻ con, trừ, ghẻ, chốc, rôm, sẩy, vân vân. Trẻ con lưỡi sưng to, nhai kê, mớm cho nó ăn thì khỏi. Chảy máu cam, mũi, mãi không hết, dùng bột kê nấu cháo, ăn lành bệnh. Theo Tây y thì kê là một gốc loại rất bổ dưỡng, mà ăn vào lại không làm phì nộn con người. Chỉ một mình nó có thể cung cấp đầy đủ tất cả vitamin cần thiết cho con người. Nhiều nhất là vitamin B1, B2, vitamin A, E, protein. Nó tốt không kém thịt cá, các khoáng chất như vôi, phosphor, mangan, sắt, đồng, vân vân, có rất nhiều so với các thức ăn khác. Nó còn chứa chất lecithin và glonin tự do, là thứ rất quý để bồi bổ óc não cho những người làm việc lao tâm, dùng nhiều về tinh thần, lý trí. Chất choline trong kê còn có đặc tính ngăn ngừa cả bệnh cứng động mạch và điều tiết lại quân bình âm dương của thần kinh dinh dưỡng. Kê lại còn chứa axit glutamic, là một chất làm tăng thêm trí nhớ cho con người. Theo sự nghiên cứu của người Đức thì kê chữa được cả các bệnh đau ngực, bệnh đi tà và bệnh sốt. Theo giáo sư Osawa thì kê là một gốc loại rất dương, có thể dùng hàng ngày dưới mọi hình thức: cà phê, bánh đúc kê, bánh đa kê, nấu cháo, nấu súp, có thể thay thế cơm rất tốt, ăn thay cơm chữa béo phì. Kê làm ngon giấc mộng vàng, nấu cháo kê với yến mạch ăn ngon nhớ đời, lại chữa lành nhiều bệnh, khử cholesterol xấu cho người, cho máu. Cơm kê rất ngon lành bổ dưỡng, khi nấu cơm gạo sắt trắng hoặc gạo sắt rối thì tốt hơn. Bạn bỏ ngay từ đầu cùng với gạo mỗi người 1,5 thìa cà phê kê. Mình đã sử dụng kê để nấu cơm, nấu cháo, làm sữa. Nhưng muốn làm thêm món kê chiên để có thể dùng được thường xuyên mà không bị ngán. Đây là một hình thức thay đổi món thôi. Thì đầu tiên các bạn chọn các loại kê mà kê nếp ta, hạt nhỏ tròn màu vàng óng. Mình rửa sạch, đãi sạn rồi ngâm tối thiểu nửa tiếng hoặc có thể vài giờ. Sau đó cho vào nấu như nấu cơm cùng với một chút muối và chút dầu. Khi cơm kê đã chín, mình để nguội để cho kê bớt nóng. Khi mà còn nhiệt độ tầm 40 đến 50 độ thì mình cho kê vào hộp mà có thể lót ở dưới bóng kính hoặc là bôi dầu ở dưới cái hộp bằng thủy tinh hay bằng nhựa hay bằng sành để cho kê bớt dính. Rồi mình ấn chặt cái kê ở trong cái hộp đó và để nguội hẳn thì đặt trong ngăn mát, và khi nào muốn dùng thì mình bỏ ra cắt lát và chiên trên chảo dầu. Mình dùng dầu lạc trên chảo gang, chiên trên bếp lửa. Không cần dùng quá nhiều dầu, bạn có thể chỉ cho một ít dầu để cho bớt dính thôi. Và cái nóng của cái chảo gang ấy, nó làm cho kê chín giòn. Mình đã sử dụng kê để nấu cơm, nấu cháo, làm sữa. Nhưng muốn làm thêm món kê chiên